Chào các bạn nha. Nay để mình quay cái anh thợ cưa cây nữa các bạn. Anh leo lên cây dừa, anh đốn cái cây dừa cục đọt các bạn ơi. Nó dừa này nó không có cái đọt mà nó chết lâu rồi các bạn. Bởi vì nó nằm gần cái sợi dây điện các bạn. Người ta sợ là một cây hay gì đó người ta ngã dây điện, bởi vì người ta mướn anh thợ cưa cây này cắt cái dừa này các bạn. Nó giờ anh leo lên anh cắt lóng 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 cho anh thảy xuống nghe các bạn. Bởi vì cây dừa này nó dính cái lằn dây điện của ta các bạn ơi. Đó, anh mang móng anh lên từ 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 anh cắt mà đoạn 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 xuống luôn nha các bạn. Đó, bạn thấy không, cây dừa này rất cao luôn các bạn, cao khủng luôn nha. Đó. Anh leo lên đi bằng móng đi rất là hay luôn các bạn ơi. Đó, giờ anh lên trên đó anh sửa cái nón bảo hộ của anh lại các bạn ơi. Đó giờ anh leo lên tới đó. Trời này hơi tối các bạn thông cảm nha. Đó giờ anh cắt ngang cái lóng đó các bạn ơi. Cắt ngang một khúc đọt ở trên đó đó. Đó, rớt xuống đó các bạn. Nó một lóng các bạn ơi. Bây giờ lóng tiếp theo các bạn. Nó chỉ thằng đứt rồi đó các bạn. Đứt rồi đó nghe, đứt rồi đó, nó hai lóng rồi. Đó, giờ anh cắt thêm lóng nữa các bạn. Đó, đứt hay gì đó mà anh chưa giục xuống các bạn ơi. Để rồi anh giục xuống nha. Đó, anh ôm anh giục xuống luôn nè, nó rất là tuyệt luôn các bạn ơi. Nó ba lóng rồi nha các bạn. Đó giờ anh tụt xuống anh cắt thêm nữa các bạn ơi. Ôi anh leo cây dừa cà quạt luôn. Thì anh mang bằng móng á, anh đứng anh cắt cây dừa rất là gọn luôn nha các bạn. Đó đứt rồi đó các bạn, đứt rồi đó. À, mà anh chưa có thả xuống nữa các bạn ơi. Để anh ôm mình sẽ bị cây dừa nó ngã qua anh kia, nó giục ra sau lưng luôn. Đó giờ xuống thêm lóng dưới đây nữa các bạn. Đó. Xuống thêm lóng nữa. Anh nó cây dừa này phải anh có cắt lóng lóc thì vì cây dừa này nó không có cái chỗ để ngã luôn các bạn. Sát vách nhà đây dưới dưới như là dây điện á. Ta cắt bỏ các bạn. Dây điện nó nằm dưới xích xuống dưới chút nữa, để chút nữa anh cắt từ từ xuống rồi bạn mới thấy là dây điện nha. Bởi vì cây dừa này nó cao quá cao không, mình quay lên trên nó cao không có thấy mà. Nó cắt đứt một khúc nữa đó bạn ơi. Cắt đứt rồi anh móc máy đồ vô trong người rồi mới anh mới giục. Đó giờ anh tuột xuống anh cắt thêm lóng nữa bạn. Được 5 lóng rồi bạn ơi. Cắt 5 lóng rồi đó. Giờ lóng đó lóng thứ 6 bạn. Đó, đứt cái gì đó ngang, đứt cái gì đó ngang. À, dính, trời ơi, thôi, dính lưỡi cưa trong đó luôn rồi. Bởi vì đứt rồi mà phải anh phải lúc rút cái máy ra mới được, còn dính miếng tay cắt tay vịn mà rút vừa luôn đó. Giờ anh nhìn anh giục xuống đi nó, các bạn thấy không, bởi vì ở trong chân núi là ở trên cao là bắt đầu là nó hơi mờ, còn dưới thấp là nó sáng nha các bạn. Đó các bạn thấy không, lằn dây điện tới tới thấy lằn dây điện đó, nó dướng vô lằn dây điện đó.
Mà cây dừa này hình như cây dừa này cây dừa chết các bạn ơi. Cây dừa chết đó, nó cọc đọt, nó không có đọt. Rồi chủ nhà nó mới cắt luôn mà thì nó ngã vô làng dây điện đó. Nó ngã xuống. Đó. Bạn thấy không? Anh dục xuống góc như này là rất là an toàn luôn nha các bạn. Đó, đứt cái gì bạn ơi, đứt rồi đó, đứt rồi đó, nó giờ anh leo từ xuống rồi. Mấy bữa nay anh có trang bị một cái nón nha các bạn. Cái nón bảo hộ nó có cái mặt nạ ở trước luôn kìa, đừng có cho là mặt cưa nó văng vô mặt đó các bạn. Cấm hổm không có nón đó rồi mặt cưa nó dính vô trong mặt anh quá. Hôm nay anh mua cái nón các bạn ơi. Anh móc máy vô, anh móc máy vô đó các bạn. Rồi anh mới ấy nha. Đó, anh giục ngược ra sao. Để hồi mình quay cho các bạn coi xuống, anh quay các bạn coi được bao nhiêu lóng nha. Đứt rồi đó các bạn, đứt rồi đó, đứt rồi đó, nó khúc hết trơn luôn các bạn. Nó bây giờ ảnh lóng cắt lóng 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 anh dục xuống lền lóng hết trơn nha các bạn. Nó ở dưới chân ảnh nè, nó cây dừa này anh cắt lóng lóng anh dục.
hoàn thành nữa các bạn. Thôi video mình kết thúc tại đây luôn nha.